Chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa những cây mới có giá trị kinh tế cao vào trồng, tạo thuận lợi để các làng nghề truyền thống duy trì, phát triển. Đây là những giải pháp đã và đang được xã Yên Lâm, huyện Yên Mô tập trung thực hiện nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của nhân dân. Diện tích này trước kia chỉ trồng hai vụ màu, theo phương thức truyền thống nên hiệu quả không cao. Khắc phục tình trạng này, xã đã tuyên truyền vận động bà con thực hiện mô hình sản xuất 4 vụ một năm, luân canh theo công thức khoai tây đông xuân, ngô ngọt xuân hè, đậu xanh hè thu, lạc đông. Để nông dân yên tâm sản xuất, các hợp tác xã đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời cung ứng giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Thì 4 cái loại cây trồng này thì nó đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Về cái giá trị thì nó ước đạt cỡ khoảng từ 350 đến 370 triệu đồng trên 1 hectare trên năm. Và riêng cái đầu ra công ty người ta bao tiêu cho nên là bà con là yên tâm. Bên cạnh đó, Yên Lâm chú trọng phát triển nghề truyền thống, tạo điều kiện về mặt bằng để các doanh nghiệp, tổ hợp tác mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Toàn xã hiện có 4 làng nghề truyền thống, 3 doanh nghiệp chuyên sản xuất cói xiên xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 3.000 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Làm và là lúc là nông nhàn, nhưng công việc là cũng ổn định, làm là thu nhập để trang trải cho các cháu nó học hành. Công việc thì là phù hợp với sức khỏe. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Lâm cũng đã tập trung chỉ đạo các hội đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung như sản xuất lúa hữu cơ, mô hình 4 vụ một năm, vùng trồng na với diện tích 60 ha. Với những giải pháp cụ thể cùng sự thay đổi tư duy trong sản xuất của người dân đã góp phần đưa giá trị sản xuất năm 2022 của xã đạt 140 triệu đồng một ha. Vùng chuyển đổi đạt từ 300 đến 350 triệu đồng một ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng một năm. Năm 2023, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 74,8 triệu đồng. Xã Yên Lâm chúng tôi cũng đã xác định ngay từ đầu năm, đó là làm sao mà phát triển mạnh về cái công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, và đặc biệt là chúng tôi chú trọng đẩy mạnh phát triển 4 cái làng nghề, đồng thời là còn 2 làng, đó là làng Hảo Nho và làng Nhân Phẩm. Chúng tôi phấn đấu là năm 2023 thì sẽ phấn đấu ít nhất là có một làng cũng sẽ đạt làng nghề, tiêu chuẩn làng nghề. Thì từ đó thì chúng tôi sẽ tận dụng tất cả các lao động trong lúc nông nhàn để tập trung vào. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống từng bước được nâng lên. Đây là tiền đề, động lực để các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng tiếp tục xây dựng xã Yên Lâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.